Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách căn chỉnh và tùy chỉnh các cái thông số kỹ thuật trên máy chiếu Samsung. Đây là một trong những cái model máy chiếu khá hiếm tại thị trường Việt Nam. Để tùy chỉnh các cái thông số kỹ thuật trên máy chiếu thì đầu tiên chúng ta bấm menu. Cái tab đầu tiên chúng ta thấy đó là Projector. Khi chúng ta dùng nút mũi tên chúng ta kéo sang bên phải thì có các cái tùy chọn là sụp clip, tức là chọn các cái nguồn tín hiệu đầu vào. Thì đối với cái dòng Samsung ở đây thì nó có ba cái tín hiệu đầu vào là PC, AV và HDMI. Thì khi các bạn gắn cái cổng nào tương ứng nào thì các bạn sẽ ấn vào cái vị trí đó và sau đó chúng ta ấn Enter để xác nhận. Đối với máy Samsung thì chúng ta cũng có thể tùy chọn chúng ta đổi tên hoặc là đặt lại tên cái nguồn tín hiệu đầu vào theo tùy theo cái sở thích của chúng ta. Thì tab thứ hai chúng ta tìm hiểu đến là tab Picture. Với cái tab này thì là tab chính để chúng ta có thể điều khiển được các cái thông số kỹ thuật như là chế độ hình ảnh. Thì đối với Samsung thì ở đây các bạn có thể thấy được các cái tùy chọn về chế độ hình ảnh như là Dynamic, Standard, Present, Text, Movie, Game và User. Tùy cái sở thích và cái điều kiện ánh sáng của từng khu vực mà chúng ta chọn cái gam màu cho nó phù hợp. Các cái thông số kỹ thuật phía bên dưới như Contrast, Brightness là chỉnh cái độ sáng và độ tương phản, tông màu, gam màu. Chúng ta lưu ý là sau khi chúng ta tùy chỉnh các thông số trên thì chúng ta phải thực hiện cái lệnh để chúng ta lưu lại. Nếu chúng ta không lưu lệnh lại thì lát nữa chúng ta khởi động lại thì các cái thông số này sẽ bị reset về ban đầu. Cái tùy chọn thứ ba đó là tùy chọn Setup. Với tùy chọn này thì chúng ta có thể tùy chọn các cái thông số kỹ thuật như là chế độ để máy chiếu. Hầu hết các máy chiếu thì có 4 chế độ, đó là chế độ để giữ bàn, chế độ treo ngược, chế độ chiếu bên phải và chế độ chiếu bên trái. Tùy chỉnh thứ hai đó là Lamp Mode. Lamp Mode là tùy chỉnh về cái chế độ bóng đèn. Nếu chúng ta để chế độ Eco thì bóng đèn nó sẽ hơi tối hơn bình thường. Còn nếu mà chúng ta để chế độ Bright thì bóng đèn sẽ sáng. Tùy chỉnh tiếp theo đó là tính năng Auto Keystone. Với tính năng này cho phép máy chiếu nó tự động chỉnh vuông khung hình nếu chúng ta để on. Còn off thì chúng ta sẽ phải chỉnh bằng tay. Và các cái thông số phía dưới như là hình nền. Hình nền thì chúng ta có thể để logo hoặc là hình nền màu xanh hoặc là hình nền màu đen tùy ý của chúng ta. Tùy chỉnh tiếp theo đó là tính năng test cái hình ảnh. Đây là một tính năng cho phép chúng ta test cái hình ảnh và cái LCD xem nó có bị vấn đề gì không. Cái menu cuối cùng chúng ta tìm hiểu đó là Option. Ở menu này thì chúng ta có thể tùy chọn cái ngôn ngữ sử dụng như là tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân. Nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ nào thì chúng ta kéo mũi tên sang bên phải, sau đó chúng ta tùy chọn ngôn ngữ tùy thích. Các cái thông số kỹ thuật dưới không quan trọng lắm, ví dụ như là chế độ âm thanh. Thì đối với cái máy chiếu thì hầu hết là nó đều có âm thanh, thì chúng ta có thể tùy chọn cái âm lượng tùy thích. Filter time là cái số giờ hiển thị số giờ đã chạy của máy chiếu. Và các cái thông số khác cũng khá quan trọng là các bạn lưu ý là panel key lock. Đây là một cái tính năng khóa bàn phím, nếu chúng ta on chế độ này lên thì nó sẽ disable cái bàn phím này, có nghĩa là chúng ta không thể sử dụng cái bàn phím để điều khiển được. Và cái mục cuối cùng đó là Information. Information là cái thông tin về cái máy. Khi chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ hiển thị lên các cái thông tin về cái máy này. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn tùy chỉnh các cái thông số rồi. Các bạn có thể truy cập trang web vnpc.com.vn để tham khảo các cái thông số kỹ thuật về máy Samsung và đặt câu hỏi để được chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho các bạn. Xin chào.